Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tạo ví 03 wallet chạy trên nền tảng của Neo nha các bạn. Thì một cái ví này nó cũng tương tự như là một cái ví Chuck Wallet Safiban thôi các bạn, nhưng mà con này nó sẽ chạy trên nền tảng của Neo nha các bạn. Để tải được cái app này thì các bạn click phần link mô tả dưới video mình, nó sẽ chuyển về cho các bạn Google Play hoặc App Store, các bạn cài đặt app vào nha các bạn. Thì tóc cần Neo này đã list trên sàn Binance nha các bạn, dưới giá là 61 gần 63 đô gần cho một tóc cần nha các bạn. Thì các bạn tải về một cái ví rồi bạn bấm nút mở các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví nha các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví để làm idup cùng mình các bạn. Bạn cấp quyền cho nó nè, cho phép nè. Sau khi các bạn nhấp vào cho phép thì nó có một là Cray nè và Embot nè bạn. Thì cái mục đầu thì mục tạo ví, thì tất cả các bạn nào muốn tạo ví thì tạo ví Neo thì nhấp vào mục tạo ví Neo nè các bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví Neo, hoặc là các bạn có thể dùng Embonet 12 chuỗi cụm từ bên dưới chocolate các bạn bắt đắp qua các bạn. Thì các bạn có cái mật khẩu 12 chuỗi ký tự bên dưới chocolate, mình khuyên các bạn nên tạo ví mới hoặc là gì cũng được chứ, nó cũng tương tự các bạn. Đây thì wallet nè. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn backup trên 12 chuỗi ký tự trên chocolate nha các bạn. Sorry anh em, nhiều khi mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ví mới đi các bạn, để nhiều bạn cũ không biết các bạn, thì các bạn chọn vào mục Neo nè các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn tạo ví mới nha. Dòng đầu tiên thì các bạn nem thì các bạn tự đặt nha các bạn. Mình ví dụ như anh 4.1 nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào mật khẩu nha các bạn. Ví dụ như mình mật khẩu mình anh là 4.1 luôn đi. Hiện mật khẩu luôn. Đây là một ví giả của mình thôi. @.com các bạn. Rồi tiếp tục thì mình cũng anh 4.1@.com xác nhận mật khẩu nha các bạn. Những thứ này thì quá dễ dàng các bạn. Rồi các bạn chấp nhận như tài khoản các bạn bấm vào credit account các bạn. Sau khi bấm vào credit account thì các bạn bấm next nè. Đây thì có một backup 12 chuỗi ký tự, thì các bạn nên dùng cái điện thoại các bạn chụp màn hình lên các bạn. Các bạn bấm next chứ. Rồi các bạn vào bấm vào confirm thì có 12 chuỗi ký tự, các bạn chụp màn hình lên các bạn. Phan các bạn chờ chút xíu để nó hiện 12 chuỗi ký tự ra các bạn. Không bạn, cái này một cái ví này mình sorry các bạn, một cái ví này nó không phải bao mặt 12 chuỗi ký tự mà nó ra cái mã 3 zip cây nha các bạn. Thì các bạn lưu cái mã 3 zip cây này vào các bạn, rồi bạn bấm vào ok. Các bạn lưu ý cái mã 3 zip cây này các bạn nhớ lưu vào một cái file nào đó các bạn, để sau này bạn mới đập lên các bạn. Rồi bạn bấm vào ok nè. Rồi sau khi ra một cái giao diện như thế này thì mã chữ 3 chiếc cây này nè bạn, Alipay cây này, thì cái mã giao khôi phục ví của tất cả các bạn nha bạn. Thì giờ nữa các bạn bấm vào một qua chiếc cây này, các bạn khôi phục ví của tất cả các bạn nha bạn. Rồi thì tiếp tục thì cái địa chỉ ví nhận tóc cần Neo mình là cái này nè bạn, bắt đầu từ chữ A đến chữ TFT nè bạn. Và đây thì một gỡ nè bạn. Đây thì bạn muốn gửi vào một địa chỉ đó thì đây số lượng nè các bạn. Rồi gửi nhận mình không hướng dẫn các bạn, còn một nhận của mình nè, hoặc là các bạn có thể nhận một ngày nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví 03 wallet chạy trên nền tảng của Neo. Đến đây cũng kết thúc các bạn, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.